Xin chào mọi người. Mọi người thì hôm nay trước mặt mọi người là toàn bộ những cái đồ mà mình sẽ gửi về Việt Nam. Thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng cái chỗ mà gửi đồ về Việt Nam á, người ta đóng cửa trước khi mà người ta nghỉ Tết đó mọi người. Tại vì hàng này là được hàng cuối cùng để mà người ta đóng gói về Việt Nam, sau rồi ra năm mới rồi người ta mới làm lại á. Tại vì bây giờ từ giờ cho đến hiện tại mình làm clip này là từ giờ đến Tết là khoảng 3 tuần nữa thôi. Đó, thì về Việt Nam là cái được hàng này sẽ 3 tuần mới đến nơi lận. Tại vì bây giờ đang dịch á, nên nó khá là lâu. Thì mình muốn chia sẻ những cái đồ mà mình sẽ mua về, gửi về Việt Nam. Những cái đồ này á, là mình đã mua sẵn trước đây khoảng cỡ nói chung là trước khi mà mình bị Covid luôn á mọi người. Sau rồi lúc đó mình tính là sẽ gửi về lúc đó luôn, nhưng mà sau mình cứ nghĩ là thôi để gần Tết rồi mình gửi cũng được. Ai dè là mình bị Covid cái xong suốt cái thời gian đó mình không có đi gửi được. Và ngày hôm nay là ngày cuối cho nên là mình phải đi gửi thôi mọi người. Thì nói rõ cho mọi người cùng biết là mình bị Covid nhưng mà mình đã khỏi rồi. Mình khỏi và mình được bác sĩ cho đi ra ngoài và đi làm lại. Nhưng mà vì là mình chưa có muốn đi làm á, tại vì mình vẫn còn thấy là muốn là ở nhà tận dưỡng thêm á, nên là mình không có đi ra ngoài. Nhưng mà theo như những gì bác sĩ theo dõi thì là mình được ra khỏi nhà rồi. Và đồng nghiệp của mình, những người ta bị á, người ta cũng đi làm lại hết rồi, chỉ có mình thôi. Vì chồng mình muốn mình là ở nhà để tận dưỡng thêm á, hai vợ chồng. Thì ở đây là những cái thứ mà mình sẽ mua gửi về đợt này. Ở đây là có sữa Ensure này. Này là mình mua 6 hộp luôn. Nhưng mà mọi người biết sao còn có 5 hộp không? Một cái hộp bị mất không? Là tại vì là trong lúc mà mình bị Covid á, mình ăn không có được, nên là mình thấy sữa Ensure cái mình nói hay là mình thử uống sữa Ensure đi. Mình gỡ ra một hộp đi rồi mình uống coi nó như thế nào. Rồi giống như gọi là Ensure này dành cho những người mà không có ăn được á, không ăn được đồ ăn nên là phải uống, tại vì nó có dưỡng chất trong á. Cái mình uống đúng là nó khỏe thiệt luôn á mọi người. Thì mình tính là order thêm nữa, nhưng mà bây giờ mà order thêm á thì tuần sau nó mới về lận, cho nên là thôi mình gửi 5 hộp cũng được. Ba mẹ mình chắc cũng không có trách mình đâu. Sorry ba mẹ, tại vì là con mệt quá, con phải uống sữa chứ con ăn không có được á. Đây là lượt này mình gửi về 5 hộp. Thấy nhìn nó bôi bát quá mọi người. Nhưng mà sữa này công nhận là uống vô nó khỏe thiệt, nó có đủ chất á. Ngày trước mình cứ nghĩ Ensure thì dành cho những người già, người lớn tuổi, ai dè là những người mà giống như là mình bị mất sức nè, rồi mình bị bệnh á, mình có thể uống được. Thì mọi người có thể mua Ensure, mà Ensure ở Việt Nam hiện giờ á, bây giờ có nhiều hàng nhái mọi người. Mà nhiều bạn liên hệ với mình là có gửi hàng từ Mỹ về Việt Nam hay không á. Thực sự là mình làm mấy cái việc này thì sẽ không có lời nhiều. Mình cũng không có thời gian để làm những cái việc này, mặc dù mình muốn làm lắm, cũng muốn là thứ nhất là kiếm thêm thu nhập, thứ hai là giúp đỡ mọi người là mua hàng chính hãng về cho mọi người xài á, chứ mọi người mua toàn chúng hàng giả hàng nhái hết mà giá lại cũng ngang bằng với hàng thiệt thì nó hơi phí đúng không? Mà mình cũng không biết bắt đầu từ đâu hết, tại vì là bây giờ mình còn công việc của mình nữa, rồi nói chung mình bận lắm, mình không có đủ thời gian mà lên mạng rồi tìm hàng rồi xong rồi order hàng cái bắt đầu đi ra gửi, nó cần thời gian đó mọi người. Nói chung là mình sẽ cân nhắc về cái việc đó sau. Còn cái này á, là hạt chia này mọi người. Hạt chia này mình gửi về cho mẹ mình để mẹ mình pha nước uống này, nó rất là tốt. Rồi mọi người có thể nấu chè. Nói chung là ăn hạt chia thì mọi người biết rồi, nó rất là tốt luôn. Khác với hạt é nha, hạt é ở Việt Nam thì nó rất là rẻ, còn hạt chia này thì nó mắc hơn. Tuy nhiên thì ở bên này thì nó khá rẻ, nên là mình mua về luôn, về cho ba mẹ. Cái này là kem dưỡng nè mọi người, kem dưỡng toàn thân cho mẹ mình, tại vì bây giờ trời đang hanh khô á, nên là mình mua cái này về cho mẹ. Tiếp theo là kem đánh răng. Đợt trước á mình có mua quá trời kem đánh răng về luôn, xong nhà cũng xài hết rồi. Đợt này mình cũng vào Costco mình mua nguyên một cái vỉ này, 5 hộp kem đánh răng trong á. Rồi ở đây là nhỏ nhỏ mà có vỏ này, mắc nhất luôn. Nhị hoa nghệ tây mua trong Costco á. Riêng nhị hoa nghệ tây á, mình thật sự là mình không có tin tưởng chỗ nào ngoài Costco hết á, dù mọi người mua ở đâu đâu. Đừng nên tin tưởng ở chỗ bất cứ chỗ đâu hết. Mình ở trên Amazon mình thấy người ta bán
quá trời luôn, đủ các thể loại giá luôn á. Rồi hàng pha, hàng trộn cũng có. Tất nhiên thì cái Costco này nó cũng không không hẳn là hàng loại một này kia đâu, nhưng mà nhị hoa nghệ tây mà bán trong Costco ấy, thì mình cảm thấy tin tưởng hơn là những cái chỗ khác. Gửi về cho mẹ mình đợt trước rồi, lần này mẹ mình uống hết rồi nên là mình gửi thêm về đợt hai. Cái này chắc uống được cả cỡ 2 năm luôn á mọi người. Cái này mình coi như 14 gram mà mình mua đây có đâu, bữa đó nó sale còn hình như là 70 đô mọi người, giờ thì nó không còn sale nữa. Và tiếp theo đây là sô-cô-la. Tại vì Tết cho nên là chủ yếu ở trên cái chỗ bàn này là đều là sô-cô-la hết. Thì đợt trước mình mua loại sô-cô-la mà nó tròn tròn, nó cũ này này, Godiva này này, mà nó trong cái hộp á, nhưng lần này nó hết rồi. Thì lần đó em mình nó thích cái sô-cô-la đó lắm, nhưng mà giờ hết rồi không còn nữa nên là mình mua loại True False, loại này này. Loại này cũng rất là ngon, mình ăn rồi. Và mình mua hai hộp luôn. Đó, siêu nặng luôn mọi người. Và loại thứ hai á, thì mình mua Lindor. Này cũng rất là ngon. Vừa có sô cô la trắng rồi sô cô la đen, sô cô la sữa trong này luôn, ba loại. Này Godiva loại trong hộp á, siêu ngon. Và cuối cùng là này. Hershey. Đấy. Lần này là mua 4 loại sô-cô-la luôn. Và tiếp theo là mình mua cái loại này này mọi người, nấm sấy. Nấm sấy này, hàng của Úc. Đó. Hai bịch. Thì cái nấm sấy này mình mua về á, ăn Tết á, mình đưa ra mình đãi khách á, cũng rất là ngon, khách rất là thích. Tại vì là cái này nó lạ lạ mọi người. Thì em mình nó thích lắm, ba đứa em luôn nó rất là thích, chỉ có ba mẹ mình không thích thôi, hình như là con nít nó thích cái này hơn này. Khách mà khách con nít đó, rất là thích, là đem ra mời khách quá tuyệt luôn. Rồi tiếp theo ở đây là đây mình rất là thích ăn cái loại táo sấy này này. Táo sấy này đem ra mời khách cũng rất là ngon luôn, rất lạ luôn. Và cái bang mình gọi là bang gọi là thủ đô các loại táo á, cho nên là các sản phẩm mà về táo á đều rất là ngon và chất lượng. Thậm chí còn muốn gửi táo tươi về nữa, nhưng mà sợ trên đường về lâu quá nên là sợ táo nó không có được ngon nữa, nên là thôi. Đây là hạt maca này. Hạt maca này là ba mình thích lắm. Ba mình thích ăn mấy cái loại hạt á, này mời khách cũng rất là sang. Đó, rồi chủ yếu là những cái đồ để mua về Tết thôi. Và ở đây là cái ba lô, mình cũng không biết sao mình mua vô ba lô nữa. Tại hôm bữa mình qua ra qua mà cái mình thấy nó sale, cái này có 5 đồng thôi mọi người, mà nhìn nó rất là chất lượng luôn. Nè. Đó. Mình mua ba lô này về cho thằng em mình á, nó đang còn học sinh nên là mua về. Nó ở nhà quá trời có ba lô rồi, nhưng mà kiểu mình thấy đẹp, cả nó cũng rẻ, cái mình tiện mình mua luôn, mình cái tính mình vậy đó. Mua về gửi luôn. Rồi có gì nữa không ta? Đó từng đó thôi. Đợt này gửi từng giày thôi mọi người, chứ không có gửi nhiều lắm. Tại rút kinh nghiệm đợt trước á, mình mua quá trời quần áo về á, có người thích có người không. Rồi mua nhiều cái snack á, mọi người kiểu ăn không có hợp á. Nên là lần này những cái gì mình hợp thì mình mới mua. Mấy cái này này, mấy cái sô-cô-la thì dễ ăn. Tại vì là đồ Mỹ mà snack á, thì tùy từng người á, không phải ai cũng thích đâu và nó cũng khó ăn á. Thì bây giờ á, mình để cho nó gọi là an toàn thêm á, thì mình mua cái loại này này. Cái này là để mình sắt cái giấy á, để sắt khuẩn. Đó. Make sure là mọi thứ nó sạch sẽ, nó không có vi khuẩn á. Mình sẽ sắt khuẩn bằng cái này, mình lo cho gia đình mình thôi. Mình đeo găng tay vô là vì vậy, mình không muốn chạm vô mấy cái đồ này. Để mình sát khuẩn xong rồi mình sẽ đi gửi đồ luôn. Tại vì hiện tại là 3 giờ chiều rồi á mọi người, 3 tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu người ta sẽ đóng cửa. Mình có 3 tiếng để chạy ra đó. Xong mình mua cái hộp này về sát khuẩn. Hồi sáng giờ hai vợ chồng mình á lau dọn nhà hết cả rồi, lau từng cái bàn, cái ngóc ngách trong nhà hết, nó sạch đó. Hay mình lau vậy nè.
lau cho thiệt kỹ luôn. Rồi đem đi gửi thôi. Mọi người ơi, mình lau hết từng này đây rồi này. Thì bây giờ mình sẽ đi gửi mọi người. Đi gửi nhanh cho nó kịp để mà hàng về Việt Nam để ba mẹ có cái Tết hả? Phải lâu lâu á thì mình có gửi đồ về nhà, và nhất là Tết đó mọi người hay gửi sô cô la bánh kẹo đồ á mọi người. Thì bây giờ mình sẽ pha một ly Ensure nữa để mình uống trước khi mà mình ra khỏi nhà để cho nó có năng lượng. Yeah. Đây sữa Ensure này mọi người, mình cho khoảng 3 muỗng. Yeah. Nấu nước xong rồi, đổ vô đây. Chắc bây giờ mỗi ngày mình uống một ly sữa Ensure á mọi người. Tại mình thấy nó tốt quá đi. Đó giờ đâu có tiền mua đâu. Đó giờ làm được nhiêu tiền là cất lại xong rồi hả? Để dành mua sữa về cho ba mẹ. Chứ mình đâu có uống mấy cái này, tại mấy cái này nó cũng mắc tiền á. Ngon lắm luôn á. Sữa nó không có quá béo á, mà nó dễ uống nữa. Nó nhạt nhạt, nó không có quá ngọt. Rồi giờ mình đi gửi đồ nha mọi người. Uống xong ly sữa xong đi gửi đồ. Hết cả rồi. Này. Đó, chín này sướng không?